Chị thấy trong người sao rồi ạ? Chị vẫn vậy thôi. Thế hôm nay My có đến thăm chị không ạ? Nó chưa đến. Chắc con bé đang bận việc ở tập đoàn. Dạ. Chị anh Quang, My, anh cũng ở đây ạ? Anh vừa mới tới. Quang vừa nhắc tới em xong, công nhận là hai đứa hiểu ý nhau thật đấy. Chị... Thôi được rồi, chị không xem em nữa. Thôi, hai chị em nói chuyện đi. Anh ra ngoài một chút. Em lo cho chị lắm. Chị có thấy mệt lắm không? Chị không sao đâu. Mà ngày nào anh Quang cũng tới đây để thăm chị ạ? Mà chị thấy Quang là người tốt đấy. Sao em không đồng ý lấy người ta đi? Bây giờ em đang có nhiều việc, chị thì đang bệnh. Em làm gì còn tâm trạng để mà suy nghĩ đến chuyện yêu đương hay là kết hôn ạ? Thế không lẽ em định ở vậy tới già à? Em không biết nữa, tới đâu hay tới đó chị ạ. Người chị lo nhất chính là em đấy. Lỡ như chị có chuyện gì thì... Chị đừng nói vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ạ. Chị biết bệnh của chị mà. Em ra ngoài một chút nhé. Em đừng lo quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cảm ơn anh. Mà anh không cần ngày nào cũng phải tới thăm chị tôi đâu. Tôi cảm thấy áy náy lắm. Anh dành tình cảm cho em, em biết mà. Anh thương em, đương nhiên cũng phải quan tâm đến chị Tuyết chứ. Tôi có việc, tôi đi trước đây. Anh cũng về đi. Sớm muộn gì cô cũng thuộc về tôi thôi. Mẹ chết mất. Nếu không vì lấy lòng cô ta, chẳng đời nào mình lại mò mặt đến cái bệnh viện đấy để làm cái gì. Sao giờ này còn ai đến nữa nhỉ? Anh đi đâu cả ngày mà em gọi điện nhắn tin không trả lời? Anh bận. Mà em đến đây có việc gì đấy? Hôm nay anh mệt lắm, không đủ sức để vui vẻ với em đâu. Hình như em có thai rồi anh ạ. Em nói cái gì? Em có thai á? Anh xem đi, hai vạch là có thai đúng không anh? Bây giờ em phải làm sao bây giờ? Em lo quá. Bình tĩnh chút đi. Này, em đã nói chuyện này cho ai chưa đây? Chưa, em chỉ mới cho anh biết thôi đấy. Vậy thì tốt, tạm thời em cứ giữ bí mật chuyện này đi. Đừng có nói cho ai cả nha. Ý anh là sao? Anh định phủi bỏ trách nhiệm. Anh không muốn cưới em à? Anh không có ý đó. Mà là bây giờ anh mới chỉ là giám đốc kinh doanh thôi. Vẫn là tay sai của người khác. Đợi khi nào anh lên làm chủ rồi, chúng ta sẽ không còn phải lo gì nữa. Thế anh định làm cách nào? Anh đang dụ dỗ My. Cô ta sắp dính bẫy rồi. Sau đó anh sẽ đá cô ta rồi cưới em được không? Nhớ đấy. Em thì chờ anh được. Nhưng mà cái thai trong bụng của em không chờ anh lâu được đâu. Anh biết mà. Chị cũng biết đấy. Em yêu My lâu rồi ạ. Vậy thì em hãy mạnh dạn lên. Chị cũng muốn nó có người chăm sóc cả đời. Mà nhá, chị thấy hai đứa đẹp đôi lắm đấy. Chị nói thật ạ? Ừ. Em cũng đang định cầu hôn cô ấy. Lát nữa có gì chị nói giúp em vài lời nhé. Chị biết rồi. Mà em định cầu hôn ở bệnh viện luôn á? Vâng, đương nhiên rồi. Cao thủ không bằng tranh thủ mà chị. Đúng là giới trẻ, chuyện gì cũng có thể làm được. Chị
Anh Quang. My. Em lấy anh nhá. Em đồng ý đi. Cảm ơn em. Anh hạnh phúc lắm. Trời ơi, em đến đây làm gì? Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, không được để người khác biết về mối quan hệ của chúng ta mà. Sao em gọi điện nhắn tin anh không trả lời? Anh định bỏ mặc em à? Anh còn phải đi làm, bao nhiêu việc cần giải quyết kia kìa. Anh có rảnh đâu mà cứ ngồi đấy nhắn tin với gọi điện cho em cả ngày được. Nhưng mà em là vợ tương lai của anh, em lại còn đang mang thai nữa. Bé mồm thôi. Em định để cho tất cả mọi người ở công ty biết chuyện à? Biết thì biết, sợ cái gì? Ai mới là người cần mặt mũi ở đây chứ? Em. Anh nói đi, anh thích cô ta rồi đúng không? Cô ta vừa giàu có vừa xinh đẹp. Còn em chả có cái gì ngoài cái thai này cả. Em bị điên à? Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, anh chỉ đang lợi dụng My thôi. Kế hoạch của anh vẫn chưa đâu vào đâu. Em định đến để phá hỏng à? Ai mà biết được, nhỡ đâu người bị đá là em thì sao? Em cũng phải đề phòng chứ. Em mà còn nói kiểu đó nữa, có tin là anh... Sao? Anh định đánh em à? Anh đánh đi, đánh vào đây này, đánh vào cái chỗ của con của anh đi này. Anh Quang. My, sao em lại ở đây? Giỏi lắm, anh giỏi lắm. Hóa ra là anh làm tất cả những việc này cũng chỉ vì tài sản của tôi thôi à? My, em nghe anh giải thích đã, mọi chuyện không phải như thế đâu. Đừng chạm vào người tôi, ghê tởm lắm. My, My. Anh cầu hôn cô ta rồi sao? Anh nói đi, có phải thế không? Đồ khốn. Chuyện tốt của tôi cô phá hỏng hết rồi, hài lòng chưa? Em... Chúng ta dừng lại ở đây đi, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Thế còn đứa con trong bụng em thì sao? Cô tự lo liệu đi, muốn làm gì thì làm, không liên quan đến thằng này. Anh Quang, anh đừng bỏ em. Cút đi. Anh bỏ em biết sống sao, anh Quang. Để thời gian biết ta đã một lần. Này cô ơi, cô đừng có uống nữa, con gái uống nhiều không tốt đâu. Kệ tôi, anh phiền quá đấy, đi ra chỗ khác đi. Nhưng quán tôi đến giờ đóng cửa rồi. Khuya vậy rồi cơ, nhưng mà tôi vẫn muốn uống nữa. Đừng có uống nữa. Anh không cho tôi uống thì anh uống đi. Anh uống hết cốc này tôi sẽ không uống nữa. Sao? Không dám uống à? Thế mà đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là vô vị. Vậy được rồi chứ, cô say rồi, gọi người tới đón đi. Chị tôi đang nằm viện, bạn trai thì cắm sừng tôi. Anh thử nghĩ xem, còn ai quan tâm tôi chứ. Vậy cô đợi một chút đi, để tôi đưa cô về. Không cần đâu, để tôi đưa cô ấy về. Anh là ai? Tôi là bạn trai của cô ấy. Đồ khốn, đồ sở thanh này. Anh còn dám vác mặt tới đây nhận là bạn trai của tôi á? Anh không biết xấu hổ à? Em say rồi, để anh đưa em về nhà, có gì từ từ nói. Anh cút đi, anh đừng có động vào người tôi. Tôi nhìn thấy mặt anh là tôi đã cảm thấy ghê tởm rồi. My, em đừng như vậy nữa được không? Để anh đưa em về. Bỏ ra. Tôi và anh thì liên quan gì tới nhau? Chúng ta chấm dứt rồi mà. Được rồi, có gì về nói chuyện, anh đưa em về. Thả tôi ra đồ khốn, buông tôi ra. Anh mau buông cô ấy ra. Vừa làm cái gì đấy? Mày lấy tư cách gì mà cấm cả tao hả? Anh mà còn tiếp tục quá đáng thì đừng có trách tôi.
Được. Mày cứ chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu. Thôi, để tôi đưa cô về. Cảm ơn anh. Được rồi, để tôi dìu cô về. Vinh ơi, dọn đồ tao cái quán nhá. Bỏ tôi ở lại mà. Làm gì có chuyện đó. Tôi không có làm gì cô đâu mà cô sợ. Tối hôm qua tôi ngủ ở ngoài phòng khách. Anh đưa tôi về. Sao anh không về nhà của anh đi? Anh còn ở lại đây làm gì? Có phải là anh có ý đồ gì để xấu với tôi đúng không? Cô ảo tưởng vừa thôi. Tối qua khi đưa cô về nhà, tôi định về rồi, nhưng cô cứ nắm lấy tay tôi rồi khóc lóc, bảo là chị ơi đừng có bỏ em, em không muốn ở một mình đâu. Như vậy đấy, cô quên hết rồi sao? Tôi không nhớ lắm. Tại vì tôi cũng ít khi uống say như thế lắm. Tôi nấu cháo rồi đấy, cô ăn đi cho nóng. Mà thôi, tôi đi về đây. Cô tự chăm sóc bản thân mình nhá. Khoan đã. Sao? Có chuyện gì nữa à? Anh có người yêu chưa? Tôi chưa. Vậy anh cưới tôi nhá. Tôi nghĩ cô vẫn còn đang say đấy, chưa tỉnh đâu. Thế nhá, tôi về đây. Alo, điều tra cho tôi một người. Tôi muốn biết tất cả về người đó. Lát tôi gửi thông tin cho. Cũng ngon đấy chứ. Anh tới rồi à? Anh ngồi đi. Cô cho người gọi tôi tới đây là có chuyện gì? Tôi muốn trả ơn anh, không được sao? Không cần đâu. Tôi chỉ làm chuyện mình cần làm thôi. Đây là tiền công tôi trả cho anh. Anh xem có đủ không? Nếu mà thiếu thì cứ nói. Nếu như giúp người là vì tiền thì bây giờ tôi đã xây biệt thự ở rồi. Cô cất đi, đừng có làm như thế. Tôi chỉ thử anh thôi. Anh không giống với những người mà tôi đã từng gặp. Anh rất tốt. Cô thử tôi làm gì? Thì để kết hôn với anh, chứ còn làm gì nữa. Tôi tưởng cô tỉnh rượu rồi, hóa ra cô vẫn say à? Mà tôi đồng ý kết hôn với cô hồi nào? Anh khoan hãy từ chối. Tôi có một món quà cho anh đây. Đảm bảo khi xem xong anh sẽ rất vui mừng cho xem. Tôi biết anh đang tìm người có tuổi thích hợp để hiến cho mẹ. Vậy nên tôi đã đi kiểm tra thử, may mà phù hợp. Rốt cuộc cô muốn gì? Chúng ta kết hôn đi, thời hạn 1 năm thôi. Sau đó anh muốn ly hôn cũng được, tôi sẽ đồng ý. Và đương nhiên là tôi sẽ hiến tủy cho bác. Nhưng tại sao lại là tôi chứ? Vì không còn nhiều thời gian nữa. Ý cô là sao? Chị tôi không còn sống được bao lâu nữa, cho nên là muốn tôi lấy chồng để có người chăm sóc thì chị mới yên tâm. Cho nên là tôi đã đồng ý lời cầu hôn của người đàn ông hôm trước mà anh gặp đấy. Nhưng mà hắn ta lại cắm sừng tôi, vậy nên là tôi đã từ hôn rồi. Thật lòng mà nói thì tôi cũng không có tình cảm với anh ta, nhưng mà tôi đã đồng ý để cho chị tôi vui lòng.
Hay là bây giờ anh giúp tôi đi, coi như là cả hai chúng ta cùng giúp nhau, có được không? Có thể là anh nghĩ tôi khốn nạn, nhưng mà tôi không còn sự lựa chọn nào khác cả. Được, tôi đồng ý với cô. Vậy ngày mai anh đi gặp chị tôi với tôi nhá. Tôi muốn báo tin này cho chị biết. Còn người đàn ông kia thì sao? Anh không cần quan tâm. Tôi đuổi việc anh ta rồi. Anh ta sẽ không làm phiền tôi nữa đâu. Tôi không ngờ anh ta lại khốn nạn như vậy. Không chỉ lừa dối tôi, mà anh ta lại còn cấu kết với công ty đối thủ để bán thông tin dự án. Đúng là bỉ ổi mà. Vậy thì từ hôm sau, ta làm tôi sẽ đón cô. Tôi sợ anh ta sẽ đến gây khó dễ cho cô nữa. Anh ta làm về muộn như vậy, liệu có kịp không? Ừ nhỉ. Anh đừng làm chỗ đó nữa, quán nhậu phức tạp lắm. Anh hãy học tiếp một cái nghề mà anh yêu thích đi. Tôi... Chuyện của anh tôi biết hết rồi. Tôi có thể cho anh mượn tiền để đi học tiếp. Rồi sau này, bao giờ mà anh tốt nghiệp ra trường, đi làm rồi, lúc đấy anh trả lại tiền cho tôi cũng được. Anh đã giúp đỡ tôi nhiều như thế, tôi cũng muốn làm một cái gì đó cho anh. Với lại, bây giờ chúng ta cũng là người một nhà rồi, anh đừng khách sáo. Sao tôi có cảm giác như kiểu đang bị cô gài bẫy vậy? Cô đã tính toán kỹ hết mọi chuyện rồi sao? Anh nghĩ tôi là loại người tâm cơ như vậy sao? Anh có thấy ai mưu mô xảo quyệt mà lại tình nguyện hiến tủy cho người mình mới gặp hai lần không? Tôi đùa thôi. Thế thì được rồi, ngày mai anh dọn tới đây đi, để cho tiện việc trao đổi. Nhà tôi có nhiều phòng lắm, anh muốn chọn phòng nào cũng được. Thôi, chỗ của tôi ở vẫn được mà. Anh có thấy vợ chồng nào mà lại mỗi người một nơi không? Ừ. Anh đừng quên, tôi là vợ của anh đấy. Ơ, anh định đi đâu vậy? Thời hạn một năm cũng hết rồi, nên là anh phải đi thôi. Anh có thể đừng đi được không? Anh Hùng, em thật sự yêu anh mất rồi. Nhưng mà anh không xứng với em đâu. Chẳng nhẽ anh không có tình cảm với em sao? Không phải. Thế tốt rồi, em chỉ cần câu nói đó của anh thôi. Em thì xinh đẹp giỏi giang, còn anh thì... Vậy thì anh hãy phấn đấu, làm tất cả vì em đi. Mặc dù những điều đấy em cũng không cần đâu, nhưng mà em vẫn sẽ ủng hộ anh. Em chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi, như thế là đủ rồi. Hứa với em, đừng rời xa em có được không? Em đã quen với cuộc sống có anh ở bên cạnh rồi, không thể thay đổi được đâu. Anh, em đến đây làm gì? Con cái ở nhà ai trông? Em nấu được mấy món ngon mà anh thích, cho nên mang qua đây cho anh ăn luôn cho nóng. Em cứ để đây, lần sau không phải làm như vậy đâu. Em ở nhà trông con là được rồi, anh ăn uống thế nào cũng được. Xem không về đi, đừng đến làm gì. Anh bận lắm, không tiếp em được đâu. Em biết là anh bận, nhưng mà em tính thế này này, con mình bây giờ cũng lớn rồi, em sẽ thu xếp thời gian để về công ty làm với anh nhá. Không cần đâu. Sao lại không? Em được đào tạo trường lớp bài bản, hơn nữa công ty này cũng là do một tay vợ chồng mình gây dựng nên. Bây giờ con lớn, đi học rồi, em cũng phải quay lại công ty đi làm chứ. Anh biết em có khả năng, thế nhưng mà em phải ở nhà chăm sóc gia đình và chăm sóc con cái, là hậu phương vững chắc cho anh, thì anh mới phát triển công ty được chứ. Em chào chủ tịch. Em chào chị ạ. Em xin phép. Chủ tịch, em có tài liệu cần anh xem qua. Mang vào đi. Anh xem qua đi ạ. Số liệu này em đã thống kê rồi ạ. Anh làm việc đi, em về trước đây. Dạ, em chào chị ạ.
Anh, sao chị ta lại đến đây? Em là em không thích đâu đấy nhá. Cô ta còn định đến đây để làm việc đấy. Điên à? Thế em với anh phải làm sao? Em yên tâm, anh đã bảo cô ta ở nhà rồi. Đừng có dỗ anh nữa nhá. Em không biết đâu. Anh làm thế nào thì làm. Chúng ta yêu nhau thật lòng. Em muốn công khai mối quan hệ này, chứ không phải cứ suốt ngày gian gian giữ giữ mập mờ trong bóng tối như thế này đâu. Bóng tối? Nhưng mà mình yêu nhau thật lòng mà, phải không? Anh nói thế nghĩa là không muốn công khai chuyện chúng mình đúng không? Thế thì chia tay đi. Ok em, thế bây giờ em muốn thế nào? Thì bây giờ anh bỏ cái con mái già kia đi. Em sẽ thay thế mụ ta làm vợ của anh. Không được. Anh với cô ta mặc dù đã hết tình nhưng mà còn nghĩa. Em cũng biết rồi đấy, công ty phát triển như ngày hôm nay cũng là một phần góp sức không nhỏ của cô ấy. Bây giờ cô ấy không làm gì sai mà anh bỏ cô ấy, không những gia đình sẽ phản đối mà xã hội sẽ tổng xì vả chúng ta, rồi công ty này nữa cũng sẽ cười vào mặt anh. Anh thì lúc nào chẳng tình với Nghĩa. Thôi mà, đừng giận anh nữa. Lại đến với anh nào. Em biết là anh yêu em nhiều mà, đúng không? Lại đây. Alo, ai vậy? Trưa nay mình đến khách sạn ven sông nhé. Anh sẽ cùng em tận hưởng cả buổi chiều ở đây. Em không vui đâu. Sao? Sao lại không vui? Khốn nạn này! Hôm nay tôi phải đánh chết mày! Em bình tĩnh đã. Là anh thì anh có bình tĩnh được không? Tôi hy sinh cho anh nhiều như thế, mà anh phản bội tôi à? Cô có biết đây là đâu không? Cô đừng có ồn ào nữa, không thì đừng có trách tôi. Em sao không? Anh khốn nạn vợ thôi. Anh còn dám ôm cô ta trước mặt vợ anh à? Đây là công ty đấy, không phải cái chợ đâu. Cô phải cho tôi một chút thể diện chứ. Thế anh có cho tôi một chút thể diện nào không? Cô biết rồi, tôi sẽ nói luôn. Tôi với Ly đang yêu nhau đấy, thì có sao không? Các người đúng là một lũ khốn nạn. Tôi vẫn để cho cô cái danh phận là vợ của chủ tịch, nhưng mà cô phải ngoan. Và tiện đây tôi công bố luôn, từ ngày mai tôi chính thức về ở với Ly, để tin cô đang nuôi dạy con của tôi và từ trước đến nay giúp đỡ tôi. Cho nên tôi vẫn sẽ để cô cái danh phận đấy, nhưng mà cô cẩn thận đấy, nếu không cái danh phận đấy cũng không còn đâu. Cô đã nghe thấy gì chưa? Cô mà còn dám đánh tôi một lần nữa ấy, thì tôi sẽ kiện cô đấy. Mình đi em. Xem ảnh rồi đúng không? Ảnh đẹp chứ? Cô có vẻ thích khoe ảnh nóng nhở? Chị xem những bức ảnh đó, người chị có thấy nóng không? Không cần nhiều lời đâu. Tóm lại, cô gọi tôi ra đây có chuyện gì? Tôi vào thẳng vấn đề nhé. Nói đi. Chị ly hôn với anh Tài đi. Cô có tư cách gì mà đề nghị tôi ly hôn? Tư cách gì à? Tư cách là người cùng giường với anh ấy, là người anh ấy yêu và là người sắp sống cùng anh ấy. Cũng chỉ là ngoại tình thôi. Ngoại tình hay nội tình thì tôi không quan tâm. Tôi yêu cầu chị ly hôn với anh ấy. Cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của một tiểu tam như cô à? Để rồi xem, tôi có cách để anh Tài sang sống cùng với tôi thì cũng sẽ có cách để cho chị khốn đốn. Hôm nay chỉ là những bức ảnh như vậy thôi, chứ còn từ lần sau ấy thì là những clip full không che đấy. Cô, tôi không tin
là lại có một người đàn bà nhìn thấy những bức ảnh người đàn ông của mình ngoại tình mà trái tim lại không rỉ máu đâu. Cô im ngay đi. Còn nếu cô không chịu ly hôn thì cũng tùy thôi. Bỗng một ngày cô ra đường, xe ô tô đâm một cái, bụp. Ui, nghe ghê nhờ. Cô tự chọn nhá. Một là mạng sống, hai là danh phận. Em thấy người yêu của em bảnh lắm rồi đấy. Anh đang không hiểu sao ban quản trị lại triệu tập cuộc họp gấp nhỉ? Nhắc đến tên ban quản trị em mới nhớ nhá. Mấy người đấy rất là bố láo. Anh phải căng lên cho bọn họ sợ. Anh đường đường là một chủ tịch cơ mà. Bọn họ cũng chỉ là cổ đông thôi. Có gì mà ghê gớm chứ. Thôi được rồi, để anh đi họp xem thế nào. Hai người có biết vì sao có cuộc họp này không? Cô đến đây làm gì? Đến để nhận chức. Cô nói cái gì đấy? Tôi có rất nhiều hình ảnh và video chứng minh hai người ở chung một nhà, trong khi anh vẫn là chồng của tôi. Anh có biết đấy là vi phạm luật hôn nhân gia đình không? Tự mở lên mà xem. Cái gì đây? Là người tình của anh gửi cho tôi đấy. Em chỉ định trêu tức chị ta một chút thôi. Cô. Còn nữa, tôi không tin là lại có một người đàn bà nhìn thấy những bức ảnh người đàn ông của mình ngoại tình mà trái tim lại không rỉ máu đâu. Cô im ngay đi. Còn nếu cô không chịu ly hôn thì cũng tùy thôi. Bỗng một ngày cô ra đường, xe ô tô đâm một cái, bụp. Ui, nghe ghê nhờ. Cô tự chọn nhá. Một là mạng sống, hai là danh phận. Cô! Muộn rồi. Tất cả những bằng chứng này tôi đã gửi lên ban quản trị. Đó là lý do có cuộc họp ngày hôm nay. Còn cô, riêng cái tội uy hiếp tôi thì đã đủ nghỉ hưu về quê ăn cơm mẹ nấu rồi đấy. Alo ạ. Chúng tôi đang ở phòng họp, anh đến luôn đi. Tôi báo trước cho anh để anh chuẩn bị tinh thần. Đây chính là 100% phiếu cổ đông đã tán thành bãi nhiệm chức chủ tịch của anh để chuyển qua cho cô Phương Anh thay thế. Chúng tôi không thể để một người có lối sống thiếu lành mạnh, thiếu văn hóa, vi phạm pháp luật như anh làm chủ tịch được. Như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Anh ơi, bây giờ phải làm thế nào hả anh? Tất cả là tại cô đấy. Cô hại chết tôi rồi, cô biết không? Biến lọc cuộc đời tôi. Phương Anh, nể tình vợ chồng chúng ta, nể tình con, em tha thứ cho anh nhé. Sau lúc anh ngoại tình, anh hắt hủi tôi thì anh không nghĩ đến ngày này. Phương Anh.